Trước đây khi mà vô tình nghe được một giai điệu của bài hát nhưng mà không biết được tựa đề cũng như là không nhớ được lời thì việc tìm lại bài hát đó rất là khó khăn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một tính năng mới của trợ lý ảo Google có tên là Hunter Search, sẽ giúp chúng ta có thể tìm được bài hát đó bằng cách ngân nga giai điệu của nó. Không cần cao độ chính xác, cũng không cần nhạc cụ nhưng vẫn có kết quả chính xác. Cùng mình thử nghiệm nha. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để có thể kích hoạt cái tính năng này lên. Chúng ta vào Google, miễn là có cái công cụ micro để có thể nghe được lời hát cũng như là giọng điệu của chúng ta. Mình thì mình sẽ vào cái ứng dụng của Google và sẽ có biểu tượng cái micro ở đây, ở trong cái thanh tìm kiếm. Thì ngay lúc này, một á, bạn có thể nói là "Hey Google, what is this song?" Thì ngay lập tức giao diện nó sẽ hiện lên một cái trình để có thể nghe được cái giai điệu mà chúng ta ngân nga. Nếu không thì mọi người có thể back lại và nhấn vào cái nút là search a song là được. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho mọi người, mình sẽ hát một cái giai điệu khúc hát trong bài The Show của ca sĩ Lenka để xem là Google trợ lý ảo có giúp mình nhận diện ra được bài hát này chính xác không nha. Bây giờ mình sẽ thử lại nha, vào ứng dụng của Google, vào thanh tìm kiếm và chọn biểu tượng micro. Hey Google, what is this song? Sounds like one of these. Đây là kết quả mà Google đã mang lại cho mình. Khi mà mình hát á, thì mình hát cũng không có đúng cao độ đâu, nhưng mà nó có thể nhận diện được là 52% match, nghĩa là 52% nó khớp với lại cái bài nhạc này. Thì đây là kết quả. Bây giờ mình sẽ thử một vài bài nhạc khác. Chắc là tới đây thì mọi người cũng đang suy nghĩ giống mình là không biết là nó có ứng dụng cho nhạc Việt hay không. Thì mình cũng đã thử. Nếu như mà chúng ta chỉ dùng những cái ngân nga như là cho nhạc Việt đó, thì nó sẽ không tìm ra được. Nhưng mà nếu như chúng ta hát bằng lời Việt đó, thì nó vẫn sẽ tìm ra. Cái trường hợp này thì sẽ giúp cho mọi người có thể tìm được những cái bài nhạc Việt mà chúng ta vô tình nghe đâu đó ngoài đường, vẫn nhớ giai điệu và vẫn nhớ lời. Thì đây là một cách chúng ta không cần phải gõ lại trong cái ô tìm kiếm mà vẫn có thể tìm được bài hát đó. Hey Google, what is this song? Cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa. Sounds like one of these. Và kết quả đầu tiên mà Google mang lại cho mình là Sài Gòn đau lòng quá với mức độ khớp là 43%. Mình thấy đây là một tính năng rất là hay. Và bây giờ thì trước khi đem thử nó với những người bạn trong tinh tế của mình thì mình sẽ tổng hợp lại một vài cái đặc điểm của tính năng này như sau. Đầu tiên thì mình thấy cái tính năng này nó khá hay, nó khắc phục và giải quyết được những cái vấn đề trước đây như mình nói, mình nghe được một cái giai điệu bất kỳ mà mình không nhớ lời cũng như là không biết tên thì việc tìm bằng cái công cụ này rất là phù hợp. Thứ hai nữa là kết quả nó cho ra rất là nhanh chóng. Thứ ba là nó sẽ không giống như những cái ứng dụng nghe và tìm nhạc khác mình đã từng sử dụng qua. Chẳng hạn như là Shazam thì nó phải nghe trên một cái giai điệu mà có cái chất lượng âm thanh tốt này, hay là phải phụ thuộc vào nhạc cụ và kể cả chất lượng giọng hát, đúng cao độ, trường độ các thứ thì nó mới nhận diện ra chính xác. Nhưng mà với cái tính năng này của Google thì hầu như không cần những điều đó luôn. Mọi người cũng có thể thấy là mình hát không hề đúng nhịp điệu, giai điệu thì cũng hơi sai sai, nhưng mà nó vẫn tìm ra rất là nhanh và chính xác. Ngoài ra, nếu như trước đây bạn nào đã từng sử dụng qua cái ứng dụng SoundHound thì có vẻ như là cái tính năng mới này của Google cũng không lạ lắm. Nhưng mà theo một cái bài viết mà mình tìm hiểu được á, thì cái kho lưu trữ âm nhạc cũng như là thông tin của Google nhiều hơn SoundHound rất là nhiều. Cho nên vì thế là cái kết quả mà Google mang lại của chúng ta sẽ đa dạng hơn và chính xác hơn. Chi, bây giờ bạn hát một bài hát bất kỳ, bạn đố mình mà bạn không cần hát thành lời đi, mình vẫn sẽ đoán được. Được. Để mình mở cái này đã, mình sẽ dùng công cụ bí mật của mình. Đúng rồi. Wow, chính xác, attention luôn nè. Hay quá. Cái này là gì vậy? Đây là công cụ Hunter Search của Google Assistant. Bây giờ bạn thử hát tiếng Việt, nhưng mà tiếng Việt bạn phải hát thành lời thì mới nhận diện được. Ok, thử chưa có nhận diện giai điệu của nhạc Việt nhiều lắm. Cơn mưa ngang qua mấy em đi xa, cơn mưa ngang qua khi em nhạt nhòa. Chẳng buồn lời chào người vừa rồi bỏ đi không, chỉ đi cho con tim anh thầm bởi yêu mềm. Cơn mưa qua cũng đi bởi yêu thương, cơn mưa qua khi không tìm một phương hướng. Cơn mưa cứ nặng hạt, ôi mưa cứ nặng hạt, em đã đi xa. Oh my god, ra nè. Mình sẽ đi
thử thách một vài bạn khác. Cảm ơn chị. Cho xin cái mic. Sounds like one of these. Ồ ra luôn nè. Save your tears. Và đó là tất cả những trải nghiệm mà mình muốn chia sẻ cho mọi người khi sử dụng cái tính năng Home to Search trợ lý ảo của Google này. Và mọi người thấy sao về tính năng này? Riêng mình thì thấy nó rất thú vị, có ích và hay ho. Hãy để lại phía dưới phần bình luận suy nghĩ của bạn cho Tinh Tế cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.